em ghê vậy chứ. Trời ơi, nó quá ghê. Đó, nhìn tầm đây, đây, đây nhìn bãi như bà chủ rồi. Đó, nó mỏ chu ra kìa. Cười không chịu cười, mà cái nhăn nó mỏ chu rồi. Bỏ đi người đó, mấy cái tóc đâu phải cắt bỏ. Trời ơi, cái đẹp đây đó chị, cái đó nó tóc đây. Ai, bỏ rồi, bỏ rồi. Chết rồi, bà không cười. Bà bỏ chứ ai với nó nhỏ nè. Nói con Dung á, hồi nhỏ cái mổ nước vô miệng nó không có được. Nó có chiếu à, ông này tút ra ai á. Tút không? Ông thầy tút sao biết? Hả chú Tài? Ông Tài ông đâu biết. Hồi đó chị Hai ở gần nhà ổng. Mà trước ngày đó, ngày nhà ngày đó đó, ổng mới nói hình như bữa đám dỗ, ổng nói với ai? Ổng nói với ai, ở gần đó biết. Ở sáng là mua hai cái miệng nhỏ để tao. Miệng nhỏ đúng, đúng miệng không vừa. Muốn cà phê không vừa, phải muốn nhỏ nữa. Chuyển tận bà chủ thằng kia nó kêu thằng ngồi mà